ปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกปะคะวาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติอิติหิทังอายะสัมมะโตโกณฑัญญาสอัญญาโกณฑัญโยตะเววะนามังอาโหสิNhắc mô Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thâm Má trên mạng Internet qua Paltalk, Facebook và Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, còn Thanh Thủy.Thành kính đảnh lễ chư công đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Kinh Tương Ưng, Samyutta Nikaya, chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, Tẩm Cây Lao, bài 6, Khi Tỉnh Giác, Chagara Suttang, Tỉnh và Mê.Do Thượng Tọa Tề Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải.Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩmKính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi.Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh tiếp đến.Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tọa Thượng Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, chúng ta thường có hai cái hướng đi đối lập với nhau.Và trong hai hướng đi đó thì đôi khi mình nghĩ rằng người này là sống thuộc về cảnh giới này, người kia sống thuộc về cảnh giới đối lập. Và hai cái trạng thái mà ở trong đời sống hàng ngày của người tu tập thường nói là mê và tỉnh. Ai là người mê, ai là kẻ tỉnh. Giống như câu thơ ngày xưa chúng ta được nghe thi sĩ Tảng Đà viết về chẳng biết ai sai, ai tỉnh. Nhưng mà khi mà nói đến tỉnh và mê đó,
thì chúng ta được nghe một vị thiên, vị thiên tử này đã hỏi Đức Phật về hai ý nghĩa của tỉnh và mê. Và câu trả lời của Đức Phật thì thật ra rất là khác với những gì mà chúng ta nghĩ là Ngài không nói ai là người mê, ai là người tỉnh, nhưng mà Ngài dạy về những cái pháp nào. Mà từ cái pháp đó, một người sống được xem là người tỉnh thức, và sống với pháp nào thì cái pháp đó là pháp mê. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng nói đến mê và tỉnh thì không nói đến người, mà chúng ta nói đến cái pháp hành trì hay là cái sống của chúng ta. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta cùng tỉnh Thừa Tộc Thầy Siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Bài 6 Kinh Tỉnh Giác Chagarasutan Tỉnh và Mê. Chú thích dẫn nhập: cuộc sống vô thường đôi khi được xem là cơn viễn mộng. Chúng sanh sống giữa cõi trần ai, có xuôi có ngược, ai cũng nghĩ mình đúng, mình tỉnh táo giữa cuộc dần xoay, và cũng nghĩ ai sống ngược lại là lầm mê. Câu hỏi muôn đời là giữa cuộc đảo điên ai mê ai tỉnh. Câu hỏi được nêu lên trước bậc đạo sư, Ngài không nói ai mê ai tỉnh, mà là pháp nào mê lầm và pháp nào tỉnh giác như câu hỏi đặt ra. Câu trả lời của bậc đại giác có thể làm nhiều người ngạc nhiên. Sống dưới năm triền cái là mê mờ, mà sống dưới năm quyền là sống dưới tỉnh thức. Một lần nữa, câu trả lời của Phật cho thiên tử cũng chỉ là những con số, nhưng đủ làm cho vị này thỏa mãn. Nhân duyên ở Savatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Có bao pháp mê ngủ, khi pháp khác tỉnh giác. Có bao pháp tỉnh giác, khi pháp khác mê ngủ. Có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu. Có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh. Có năm pháp mê ngủ, khi pháp khác tỉnh giác. Có năm pháp tỉnh giác, khi pháp khác mê ngủ. Chính có năm việc làm đưa ta đến trần cẩu. Chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Thích Giang: Chagara canh tá tỉnh giác, xuất tá mê ngủ, ra chá ma dê tí đưa đến uế nhiễm, á rí xuất chát ti tí đưa đến thanh tịnh. Thích Nghĩa: theo sớ giải thì hai vế bốn câu có hai chi pháp. Pháp được xem là mê ngủ là năm pháp cái: Niwara ná tham dục, cám mắt chanh đá, sân độc, gia pa đá, hôn thụy, thí ná mít thá, trạo hối, út thách chá, cút cút chá, nghi hoặc, quyết chi kích chá. Pháp được xem là tỉnh thức là năm quyền Indriya: tính tấn, niệm, định, huệ. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình thì theo giác rảnh. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu dẫn dạy bài kinh về đọc. Nam mô Tha Giá Kính Thỉnh Thượng Tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy Cha, Nam mô Thầm Ma Cha, Nam mô Sang Khai Cha. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức. Chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng học một bài kinh mà do một vị chư thiên đã đến hỏi Đức Phật. Và thường thì những vị chư thiên này là những vị trong đời trước đã từng gặp Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật A Di Đà. Và khi vị đó, vị thiên đó đời quá khứ đã từng học hỏi cái pháp đó, nhưng mà bây giờ gặp lại Đức Phật Gautama để hỏi lại. Nên khi Đức Thế Tôn Ngài trả lời bằng một bài kệ ngắn gọn, vị chư thiên đó cũng đã thỏa mãn. Và như trong bài kệ hôm nay, vị chư thiên đã hỏi Đức Phật: Cách thí Chà ra cách tăng sức ta Cách thí sức tê su Chà ra cách ta Chà ra gà Cách thí phí Ra chắc ma đề tí Cách thí phí Bà rừng chút Chất tê tí Có bao pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh thức. Ở trong bản dịch thì gọi là tỉnh giác, nhưng mà chúng tôi thì không có thích xài cái chữ tỉnh giác, vì chữ tỉnh giác ấy, chúng ta sẽ bị nhầm với cái chữ sampajanya. Tỉnh giác thuộc về trí tuệ, ở đây gọi là tỉnh thức. Chút xíu này chút xíu lát nữa chúng tôi sẽ trình bày với quý vị. Có bao pháp tỉnh thức khi pháp khác mê ngủ, có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu, có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh. Thì Đức Thế Tôn Ngài đã trả lời rằng: Bành chát chà ra cái tăng sức tà Bành chát sức tê sức chà ra gà Bạch chá hít, ra chá ma đi tí, bạch chá khít, bạch đi chút, bạch đi xuất chá tì tí. Có năm pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh, tỉnh thức. Có năm pháp tỉnh thức khi pháp khác mê ngủ. Chính có năm việc làm đưa ta đến trần khổ. Chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đọc và thì đọc ở trong nguyên văn của bản dịch, nhưng mà ở đây cũng có một vài vấn đề nhưng mà chúng ta phải hiểu dịch thoát. Nếu mà chúng ta phân tích từng câu thì cách tí là bao nhiêu, thế thì hỏi là bao nhiêu, thì Đức Phật Ngài trả lời cái số lượng, cái sự lượng pháp là bao nhiêu, chứ Ngài không có trả lời là người, người mê ngủ gọi là cách tí sức ta, tức là có bao nhiêu pháp mê ngủ sở chữ pháp. Chữ cha gá a ra tăng là cách thứ tư của hiện tại phân ngữ từ cha gá ra tá. Cha gá ra tá chúng ta xài sở thuộc cách thay cho định sở cách.
Cái này gọi là quyền phát tiếng Vipalasa. Ở trong Bali nó có trường hợp xài Vipalasa. Thí dụ như câu ở dưới này, câu thứ hai, cá tiết sô tê sú cha gara, tức là có bao nhiêu pháp tỉnh thức khi pháp khác mê ngủ. Sô tê sú là xài định sơ cách số nhiều, cái số bảy thì cha ra cái tăng, cái thứ sáu thì nên. Trong trường hợp ngữ pháp này, Vipalasa này, người ta xài thay thế. Trong cái bài kệ Đức Phật này xài thay thế, đó được xem như là cái kiểu dùng từ rất là thị xảo. Ở trong tiếng Việt của chúng ta cũng có những trường hợp, thí dụ như chúng ta nói nỗi buồn không vui, nhưng mà khi ở trong thể thơ thì người ta nói khôn nguôi, tức là nó nỗi buồn nó không có nguội thì người ta nói là khôn nguôi. Chữ khôn đó không phải là khôn dại, mà chữ khôn đó là không. Chữ nguôi ngồi ngoay, nó nguôi ngoay đó. Cho nên trong cái từ ngữ đó, thưa quý vị, trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng có một cái tinh hoa của ngôn ngữ đó. Cho nên trong trường hợp này, người mà học Pali thì chúng ta chú ý, khi mà chúng ta xài, chúng ta thấy cái ngữ pháp mà trong cái câu đầu tiên mà xài sở thuộc cách đó, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên. Thí dụ như nói một trong ba người đàn ông thì chúng ta nói là tê su pu ri se su e ko, một trong ba người đàn ông thì tê su pu ri se su là định sơ cách. Nhưng mà người ta vẫn có thể xài cái chữ theo sở thuộc cách, ví dụ người ta nói tinh năng pu ri sa năng e ko, cũng dịch là một trong ba người đàn ông được. Cái chỗ này mai mốt chúng ta học về ngữ pháp và ngữ Pali đó, chúng ta học phần ngữ Pali chúng ta chú ý chỗ này chút xíu. Cho nên là ở trong cái giáo trình tư bộ kinh của chúng ta mà có ghi luôn cả chánh văn Pali thì điều đó cũng giúp cho chúng ta học Pali tốt lắm, thưa quý vị. Còn cái chữ cha gác ra tăng đó, ở đây vậy là tỉnh thức. Thức này là thức ngủ, người này ngủ người kia thức. Tại sao mà chúng ta không xài là tỉnh giác? Là bởi vì có câu pháp cú Đức Phật này dạy rằng, trong trường hợp Đức Vua Pasena Đi có cái chuyện lo không có ngủ được, mới thức hoài mới thấy đêm dài. Sáng nào Đức Vua đi đến thăm Đức Phật sớm, kể lại cái sự kiện đó, thì Đức Phật là mới nói rằng đi kha cha kha tô rất tiếc, đêm dài cho kẻ thức, kẻ thao thức thì thấy đêm dài. Cũng như anh chàng lính của nọ, vì lo sợ sáng mai vua sẽ xử tội mình nếu mình về không kịp, do đó cho nên anh ta phải thi hành mệnh lệnh và ráng đi một cái chặng đường. Nhưng mà lúc đó mệt đói,
cái chặng đường thì không có bao xa, về gần tới thành rồi chỉ còn có một do tuần một vô chánh á nữa thôi. Mà sao thấy cái con đường nó dài quá, tên lính khi mà đi về tới cổng thành thì đã sập tối, cửa thành đã đóng, cho nên ta phải đi vào trong chùa chứ ta vẫn để tá túc. Thì sáng hôm sau anh ta cũng gặp được Đức Vua ở đó. Vua đi đến Đức Phật sớm, cái chùa nằm ở ngoại thành, chứ đâu có nằm ngoại thành chứ. Khi mà vua trình bày như vậy, Đức Phật lại nói lên câu kệ đó. Còn cái anh chàng lính đó, thì anh mới nói lên câu kệ, anh mới trình bày cái sự nghiệp của anh, cái con đường, cái đoạn đường có bao nhiêu mà con lúc đó con mệt mỏi, thấy đường dài quá. Thì mà nói đi căng sanh tác sát vô trình năng, tức là đường dài cho kẻ mệt. Kẻ mệt mỏi thì không thấy cái đoạn đường sẽ quá dài. Người mà bị thao thức á, trằn trọc á, thì thấy đêm nó quá dài. Do đó cho nên cái chữ cha đá cà tô, cha cà đá tăng á, phải dịch là tỉnh thức, chứ không có thể là tỉnh giác được. Thì ở đây khi mà vị chư thiên đó hỏi Đức Phật bốn câu, cái tí cha đến cái tăng sức ta, tức là có bao nhiêu pháp mê ngủ, giữa những pháp tỉnh thức chúng ta phải xài, giữa những pháp tỉnh thức rồi câu thứ hai là cách tí xuất xê xuất xuất tê xuất cha gà ra, có bao nhiêu pháp tỉnh thức trong những pháp mê ngủ. Thì bây giờ chúng ta nói về hai câu này trước. Đức Phật là chỉ trả lời bằng những con số. Khi hỏi rằng cái tí cha ca rập tăng sutta, có bao pháp đi ngủ giữa những pháp tỉnh thức, thì Đức Phật ngài trả lời rằng tình chát cha rập tăng sutta, chỉ trả lời số là có năm pháp mê ngủ giữa những pháp tỉnh thức. Thì cái pháp mê ngủ đó là gì mà Đức Phật nói có năm? Ở đây chúng ta đọc trong chú giải thì các ngài có giải thích rằng bành chát ni vật na sutta nama, năm triền cái gọi là năm pháp mê ngủ. Cha ra cái tăng giữa những pháp tỉnh thức, tức là sát tha đi xuống bành chát xuống in ri du xuống, là nói đến năm quyền, ngũ quyền như là tính vân vân. Còn cái câu hỏi mà pancha suti sucharakata charaga, có bao nhiêu pháp tỉnh thức giữa những pháp mê ngủ, thì Đức Phật đã trả lời là panchak sutti sut charaga. Thì ở đây trong hai câu này, trong chú giải thích, giải thích cái câu sau đó,
Sutte su panchasu nivarnesu panchindriyani taragani nama. Giữa năm pháp mê ngủ thì năm quyền gọi là pháp tỉnh thức. Ở đây chúng ta sẽ lý giải về hai cái câu hỏi đầu tiên của vị trời đã hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật đã trả lời có năm pháp mê ngủ và có năm pháp tỉnh thức. Ở đây năm pháp mê ngủ tức là năm triền cái, và năm triền cái đó được giải thích là: một là tham dục kamachanda nivarna, là tham dục cái hay là dục dục cái cũng được. Vyapada nivarna tức là xâm độc cái, thì nó mới thát nivarna tức là trở là hôn thủy cái. Uthacchakuccha nivarna tức là trạo hôn cái. Vichikicca nivarna là hoài nghi về người cái. Tham dục, sân độc, hôn thủy, trạo hối và nghi hoặc được gọi là năm pháp mê ngủ. Chữ xuất tán ở đây là quá khứ phân từ của động từ supati. Supati là ngủ. Cái chữ này chúng ta thấy nó đồng dạng với cái chữ xuất tán là bài kinh, nhưng mà xuất tán của bài kinh đó thì xài cho cái nghĩa khác. Kamachanda tham dục tức là cái sự ham muốn về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Cái sự ham muốn về dục lạc đó gọi là tham dục cái hay là dục dục cái. Cái chữ sanh đáng trong trường hợp này là dục, mà dục bất thiện pháp kamachanda. Còn dục mà xài trong ý nghĩa bình thường, thí dụ như chúng ta muốn làm cái gì đó, muốn làm phước, muốn giữ giới, muốn hành thiền vân vân, thì cái đó gọi tamachanda, nó khác đi. Sân độc vyapada nivarna, chữ này nó có hai cách viết. Hai cách viết, một là chúng ta chữ, bởi vì cái nào cũng là vần, cũng là âm âm môi hết, cho nên một là chúng ta có thể viết là cái chữ vya và đá, mà chúng ta cũng có thể viết là pia và đá, hai chữ chúng ta xài được hết. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào văn bản đó,
Nếu mà chúng ta gặp hai từ thì từ nào cũng đúng cả, chứ chúng ta đừng có nói là từ này đúng từ kia sai. Cái nào cũng amoi, pia, 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 via cũng được. Cái chữ pia và đá nó nặng nề hơn cái chữ đá. Thí dụ như một vị hành giả mà tu tập khi ngồi thiền mà bị tê chân, bị mỏi lưng, thì lúc đó tâm khó chịu, thì cái khó chịu đó chỉ gọi là đô sát, nhưng mà không gọi là piyapada. Chữ piyapada có nghĩa là phẫn nộ, tức tối với ai đó, thù hận ai đó, thù quán ai đó. Thì cái nỗi hận thù, cái sự phẫn nộ đó, nó xâm chiếm, nó chế ngự tâm, thì cái này mới gọi là triền cái nivarana, nó là ngăn chặn cái pháp thiền của vị hành giả. Còn cái trạng thái tâm mà nó hơi khó chịu thì mình chỉ cần chánh niệm nhìn cái trạng thái, cái cảm thọ khó chịu, cái trạng thái tâm khó chịu đó chút xíu thì nó hết rồi, cũng không có gì đáng lo. Như bây giờ bây đó thì đáng lo, bởi vì trước khi mà nhà tu thiền đó, là Đức Phật Ngài đã hướng dẫn cho người đệ tử đó cái phương pháp làm vắng lặng năm thiền cái đó, vắng lặng năm thiền cái. Trong cái bài kinh mà Toán Số Gia Một Kỳ Liên Sạc Giá Gánh Đắc Cá Sạc Giá Sạc Giá Một Kỳ Lạ Ná Sô Tát, bài kinh trong bộ kinh chúng ta học, ông ta đến hỏi Đức Phật là làm toán thì ông ta cũng dạy cho đệ tử từ thấp lên cao, rồi bất cứ nghề nghiệp gì, chẳng hạn như là nghề xây dựng cái ngôi mà tu Kuta Gara Nigara, làm mẫu dẫn đường thì người ta cũng xây cái nền trước rồi mới lên cái tường, mới lên cột, rồi mới lên nóc, vân vân, thứ lớp. Thì nhà toán số Một Người Liên á, hỏi Đức Phật Ngài còn dạy đệ tử như thế nào, thì Đức Phật Ngài nói rằng Ngài huấn luyện đệ tử về trước hết, Ngài huấn luyện cho giữ giới, rồi giữ giới được rồi Ngài huấn luyện cho thu thúc lục căn, thu thúc lục căn rồi Ngài huấn luyện cho tiếp độ ẩm thực, tiếp độ ẩm thực được rồi thì bây giờ Ngài mới huấn luyện cho ở trong cái chỗ thanh vắng, rồi Ngài huấn luyện cho diệt trừ năm triền cái, xong rồi Ngài huấn luyện cho hành thiền chỉ chính và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Ngài huấn luyện cho chuyển qua thiền quán Vipassana để chứng đạo quả, vân vân. Thì cái đó Ngài huấn luyện trước. Cho nên năm cái pháp truyền cái này chúng ta cũng phải chú ý. Nếu mà chúng ta chưa có diệt được thì chúng ta khó mà hành thiền được. Trước hết là phải đoạn trừ tham dục, sau đó sân độc phải bỏ đi. Nhưng mà còn có những cái pháp khác chúng ta tưởng như là phiền não đơn giản, nhưng nó không đơn giản chút nào cả. Đó là hôn thủy, thì nó bích thác. Học ở trong thắng pháp chúng ta nói về các cái thuộc tánh bất thiện đó, trong có hai thuộc tánh bất thiện gọi là thi đu cát, chê tê cá là hôn phần, là hôn trầm thi nát, và thủy miên gọi là mít thác. Hôn trầm là cái trạng thái giả dự quể quải,
lười biếng. Còn mittha là cái trạng thái buồn ngủ. Hễ mà cái trạng thái giả dưỡi thì nó đưa đến trạng thái buồn ngủ. Thật ra hôn thủy này ghép chung nhau lại. Một vị hành giả mà tu thiền đó, mà vị này cái không có dẹp được cái sự hôn thủy, tức là hôn trầm thủy miên á, cứ hãy ngồi lên là buồn ngủ, giả dưỡi buồn ngủ thì xem như là không có chánh niệm được. Cho nên phải diệt bỏ hôn thủy cái. Rồi trọng hối cái uttacca kukkoccha gồm có hai từ uttacca, tức là trạo cử hay là phóng dật. Cái tâm nó bị tán loạn, gọi là quyết khê bát. Nó không có trụ lại, nó không có định tĩnh được, thì như vậy gọi uttacca. Còn kukkoccha tức là cái tâm hối tiếc, ân hận. Cái trạng thái tâm hối tiếc ân hận nó cũng làm cho cái tâm nó bị lao chao. Vì vậy cho nên hai cái này nó ghép chung lại, uttacca kukkoccha vậy là trạo hối. Và cái pháp trạo hối này, cái sự kiện trạo hối này nó cũng là một pháp ngăn che trí tuệ, ngăn che thiền định. Do đó mới gọi Nivarana. Chữ Nivarana có nghĩa là che lấp hay là nó cản trở. Thì như vậy trạo hối đó thì chúng ta phải hiểu rồi. Mặc dù thông thường người ta nghĩ rằng là cái tâm thì luôn luôn phải có sự nghĩ ngợi, nghĩ chuyện này chuyện kia vân vân, cái đó lẽ thường tình. Nhưng mà không, nếu một người tu tập và để cho cái tâm nó cứ rạo rực phóng túng tán loạn là không thể định tâm được. Cho nên trạo hối cũng cần phải đoạn trừ. Và một cái pháp thứ năm đó gọi là nghi hoặc quý chí tích cha. Cái sự nghi hoặc ở đây nó đồng nghĩa với cái chữ là apasana, tức là không có tịnh tính hay là không có quyết tâm. Thông thường khi mà chúng ta có cái sự ngờ vực cái gì đó, cả thân cả tha đó, khi mà chúng ta không hiểu thắc mắc cái gì, chúng ta không hiểu hay chúng ta thắc mắc cái điều gì, thì cái đó chưa gọi là quý chư cha. Bởi vì khi chúng ta không hiểu cái điều gì nó vượt ngoài cái trí tuệ của mình, hay là cái gì mình chưa học tới, mình không biết không hiểu, thì cái này chỉ mới cả thân cả tha. Thì cái đó chúng ta có thể đi học hỏi thêm. Nhưng mà quý chư cha thì không có trí tuệ để mình đoạn trừ. Trí tuệ nếu mà một người đắc chứng được quả tu đà quần á, đắc chứng đạo quả tu đà quần, thì lúc đó cái sự hoài nghi mới là dứt tuyệt. Còn phàm phu chúng ta nếu cái tâm hoài nghi vẫn còn, mặc dù ngoài miệng thì chúng ta nói có xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con là đệ tử của Đức Phật Pháp Tăng, nói là nói như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta nghĩ đến Đức Phật là chúng ta có sự ngờ vực về cái sự giác ngộ của Đức Phật, chúng ta hiểu tới, cho nên chúng ta không có tin lắm. Từ giờ nói tin Phật là chúng ta nhắm mắt và chúng ta tin. Cái niềm tin đó là nó bị bợn nhơ bởi vì còn cái sự hoài nghi. Cái quy y tâm bảo, quy y kiểu đó, quy y mà còn có sự hoài nghi thì quy y đó nó bận nhơ, nó cấu quế, nó không được hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta hoài, một người hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp,
Hoài nghi pháp tức là hoài nghi về hiệu năng của lời dạy của Đức Phật, của giáo pháp. Còn hoài nghi tăng tức là hoài nghi về cái sự tu tập để mà thành tựu tu được quần đắc tư đà hàm, đắc ca na hàm, đắc ca la hán. Nghĩ rằng làm sao có cái chuyện một người mà gọi là chứng đạo quả diệt trừ phiền não được, vân vân. Cái đó là cái sự hoài nghi. Quý vị khi cha, cái hoài nghi này nó độc hại lắm, nó làm trở ngại cho tâm. Nó cũng giống như một người mà không có cái sự tin tưởng ở cái vị bác sĩ, thì dầu cho đi đến khám bệnh là cho khó khám, bác sĩ có kê toa thuốc, nhưng mà vì không có niềm tin nơi vị bác sĩ đó cho nên đem thuốc về thì cũng đổ bỏ, cũng bỏ đó, chứ không có uống, thì như vậy sẽ không có hết bệnh. Nên là năm cái pháp truyền cái chúng ta phải hiểu đại loại là như vậy. Thì năm cái pháp truyền cái này, năm pháp cái này ở đây được gọi là năm pháp mê ngủ, năm pháp mê ngủ. Nhưng mà còn có một cái câu chú giải giải thích nữa là Pama Dattaya Akusala Samangi Samangitaya Soto Namahoti. Gọi là cái người ngủ mê đó vì họ có những cái ác bất thiện pháp và có cái tâm giải đãi. Với tâm giải đãi thì khi một người mà có cái tâm giải đãi, tâm bất thiện tham si á, thì người đó được gọi là Soto, được gọi là cái người mê ngủ. Còn tham dục cái, sân độc cái, hung thị cái, trọng hối cái, hoài nghi cái, thì năm pháp đó gọi là Sutta. Tức là năm pháp mê ngủ. Thì ở trong chú giải giải thích cả hai trường hợp. Pháp mê ngủ thì đây là Pancha Niwarana Sutta nằm á, gọi năm triền cái là năm pháp mê ngủ. Pama Dattaya Akusala Samangitaya Soto Namahoti. Gọi là người mê ngủ là người sống sao lãng, sống với ác, với bất thiện pháp, với bất thiện pháp, với tâm bất thiện thì nó gọi mê ngủ. Này chúng ta lấy ở trong chú giải mà ra. Tất nhiên chúng ta hỏi rằng tại sao ở đây trong bài kệ Đức Phật Ngài không đề cập đến người mà Ngài chỉ trả lời là pháp. Xin thưa rằng vì cái câu hỏi của cái vị trời đó, hỏi cái tí là bao nhiêu, thì Đức Phật Ngài phải trả lời cái sự kiện, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu pháp, chứ Ngài không có trả lời là người, bao nhiêu người mê ngủ, Ngài không có trả lời. Thí dụ như hỏi là thinh, kinh xúc, cái gì là người, thế nào là người mê ngủ, thì lúc đó Đức Phật sẽ trả lời người mê ngủ là người thế nào. Còn ở đây khi mà hỏi cách tí là bao nhiêu, xài nghi vấn đại từ này đó, thì chữ cách tí này phải xảy theo pháp cái sự kiện. Nhưng mà trong chú giải thì giải thích thêm
chúng tôi trích ra đây để chúng tôi trình bày cho quý vị hiểu luôn. Cái người mê ngủ là cái người sống dễ vui, sống dễ vui và hành động bất thiện pháp, hành động bất thiện, tham sân si, thì vậy gọi là cái người, người mê ngủ. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu thứ hai đó. Khi mà hỏi rằng cái tí xuất tê xuất cha ra ra có bao pháp tỉnh thức, có bao pháp tỉnh thức, bao nhiêu pháp tỉnh thức, theo chúng tôi dịch thì chúng tôi không để có, mà chúng ta nếu mà nói có bao pháp mà, thì nghe nó không hay bằng cái chúng ta nói bao nhiêu pháp mê ngủ. Trong những pháp tỉnh thức, bao nhiêu pháp tỉnh thức trong các pháp mê ngủ. Theo chúng tôi dịch là chúng tôi dịch như vậy. Thì cái câu thứ hai này, câu hỏi thứ hai là bao nhiêu pháp tỉnh thức trong các pháp mê ngủ, thì Đức Ngài trả lời rằng có năm pháp tỉnh thức trong các pháp mê ngủ. Pañca sutesu jagara, thì trong cái ý nghĩa gọi là pañca sutesu jagara ở đây đó, thì có nghĩa là xuất tê xuất bành chất xuất ni quá nề xuất bành chinh rì gia ni cha gà ra ni nam á. Năm quyền là tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, gọi là năm pháp tỉnh thức trong các pháp mê ngủ, tức là trong năm cái triền cái. Đối với năm triền cái của xuất tê xuất bình chế xuất ni quá nê xuất, cái câu trả lời của Đức Phật phải được chú giải bằng cái câu ở dưới này thì chúng ta hiểu. Đức Phật Ngài nói tóm tắt là Pañca sutesu jagara, Ngài chỉ trả lời nhiêu thôi. Nhưng mà giải thích cái chữ sutesu là sutesu pañcasu nivaranesu. Rồi cái chữ Pañca ở đây đó là Pañcinrayani jagara, tức là jagarani nama. Nhìn vào trong câu chú giải chúng ta hiểu rồi. Thì bây giờ năm quyền đó là thế nào? Ở đây thưa quý vị, sanh thinh ri giá, tức là tính quyền, quyền ri
Quý vị có nghe lại được chúng tôi nói chưa? Nè, xin lỗi quý vị, không biết sao mà mấy hôm nay chúng tôi luôn luôn gặp trục trặc. Thì trở lại vấn đề ở đây thưa quý vị, cái chữ quyền chúng ta hiểu về chữ quyền, chữ Indriya nó có 22 quyền. Nhưng mà trong 22 quyền đó thì chúng ta chỉ lấy ra 5 cái danh quyền mà nó thuộc về Bodhipakkhya, tức là giác phần, tức là những pháp mà nó trợ giúp cho cái sự giác ngộ. Thì đức tin, cái niềm tin ở đây, nếu mà chúng ta hiểu cái cách thông thường đó, thì như là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin có đời sau, tin có các loại quá sanh vân vân, hành vi thiện ác có báo chúng ta tin, thì cái đó là cái niềm tin ở phía ngoài. Nhưng mà cái pháp tỉnh thức đó, thì tính quyền nó là một pháp tỉnh thức. Thì ở đây có nghĩa là chữ Sattha ở đây là Saddhi, Saddhi, Sattha, tức là cái sự trong sáng. Ngài Nagasena, ngài thí dụ cái đức tin đó, nó có hai trường hợp. Cái đức tin mà chúng tôi nói là khi nãy mà chúng ta đi vào trong Phật Pháp, chúng ta muốn đi theo cái con đường tu tập này, chúng ta có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng đó, thì cũng giống như một nhóm người khi mà đi đến một cái khúc sông, họ dừng lại ở bờ sông vì họ ngại, không biết con sông này nó sâu hay cạn, và nó có cá sấu, cá dữ hay là không có, cho nên mọi người nó đều lưỡng lự, mọi lưỡng lự đứng trên bờ mà không có ai dám vượt qua. Bây giờ có một người họ đi đến, dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch trai. Lần thứ hai, nếu mà lần thứ ba mà chúng tôi trục trặc nữa thì xin tỉnh thượng tội giác đẳng giảng tiếp dùm cho cái hai cái câu sau mà Đức Phật dạy là pháp đưa đến sự ô nhiễm và cái pháp làm cho thanh tịnh.
Nếu mà sư Từ Tri muốn cho tôi giảng hết bài đó thì đừng bao giờ chát cho báo cho biết, thì sư phụ còn mít trở lại. Nếu mà báo nữa thì chúng tôi tắt luôn. Mệt quá. Thì ở đây thưa quý vị, cái đó là cái đức tin mà khi mà chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta tin tưởng ai đó, tin tưởng người nào đi trước, rồi mình theo dấu chân người đó, thì như vậy lễ nghĩa của đức tin thứ nhất. Nhưng đức tin thứ hai đó, ý nghĩa thứ hai, ngài Nagasena ngài giải thích cũng giống như là cái vải lọc nước khi mà người ta để ở trên cái miệng bình, rồi người ta đổ nước vào thì nó gạn lọc lại những cái bụi bặm, những cái lá cây hay những cái cặn, nó dướng lại ở trên cái tấm vải lược đó, và nó cho xuống bình cái nước trong thôi. Cũng vậy, khi mà tâm có cái sự trong sáng, không bị những cái cầu cặn của tham sân si mà nó xâm nhập, thì cái đó là cái chức năng của, cái đó là đặc tính của Sattha, là tính. Bởi vậy tính nó mới nằm ở trong tính Sattha Chetasika, mới nằm ở trong 14 tâm sở tình hảo biến hành. Chứ còn nếu như mà tính tấn địa, tính niệm tàm quý vô thao vô sân, trung hòa, hay là tịnh thân, tịnh tâm, thích thân, thích tâm, v.v. mà chúng ta nói rằng 19 cái tâm sở tịnh hảo biến hành đó, mà chúng ta nói đức tin, mà chúng ta giải thì tin nơi Phật Pháp tăng như vậy thì trật. Bởi tại sao? Bởi vì đâu có phải tất cả mọi người trên thế gian này, mọi chúng sanh trong thế gian này đều có cái niềm tin đâu, mà có niềm tin Tam Bảo hết đâu. Làm sao mà chúng ta dám nói tính tâm sở tịnh hảo biến hành đó là niềm tin nơi Phật Pháp Tăng? Bây giờ những người, những tín đồ Thiên Chúa giáo, hay là Cơ Đốc giáo, hay những tín đồ của Bà La Môn giáo, họ vẫn có tâm thiện như thường. Tâm thiện của họ tính niệm của tâm sân, của tâm sân và trung hòa phương vật. Thì như vậy tính đó chúng ta phải hiểu rằng, tức là cái chức năng của thuộc tánh này là nó gạn lọc cái gì mà nó thuộc về căn bản, nó làm cho khí đục, nó gạn lại đi để cho họ cái tâm được trong sáng. Thì như vậy đặc tính của cái tâm thiện đó, tức là cái tâm thiện là tâm trong sáng, bởi vì nhờ có tính tâm sở, nhờ có cái thuộc tính đó, thì một người mà tu thiền đó là họ triển khai cái đặc tính này để họ làm cho tâm họ được sáng. Sáng ở đây có nghĩa sáng trong đó thưa quý vị, được trong, được thanh tịnh, chứ không phải là sáng theo cái trí tuệ. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bây giờ chúng ta làm việc gì, thí dụ như ở trong cái ngành xây dựng, những người thợ mà họ lấy nước để mà họ trộn với xi măng, với cát đá, họ trộn cái vữa hồ, và họ lấy nước phèn, nước dơ, nước ống cống, nước không có tinh khiết, họ trộn, thì sau này khi mà họ xây, họ tô, họ đúc
thì cái đó nó bở, nó hư, nó dễ sập, dễ hư. Cho nên những cái chỗ mà quan trọng đó, ví dụ như nghe nói rằng như cái cầu mà cầu Mỹ Thuận đó, khi mà làm cái kỹ sư Úc đó, họ phải dùng nước tinh khiết, nước đã lọc rồi đó, lọc những cái tạp chất ra, lấy nước tinh khiết đó mới là trộn hồ, trộn xi măng để mà họ làm cái cầu. Cho nên cái cầu nó có tuổi thọ cao. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái tính sách tha ở trong cái thuộc tánh tịnh hảo biến hành là như vậy đó. Thì cái tính này mới đem xài được ở trong cái việc mà chúng ta tu thiền được. Những vị đạo sĩ họ vẫn tu thiền và họ đắc thiền như thường. Thì khi đó tính quyền để làm cho họ đắc thiền đó, tính quyền đó đâu phải là tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng. Lúc đó quý vị, họ là vị đạo sĩ, họ đạo sĩ trong đường sâu, lúc đó không có Phật ra đời, đúng không? Họ làm đạo sĩ, họ cũng tu chứng thiền được, họ đâu có. Như bây giờ nói cụ thể, như là đạo sĩ Gotama, Đức Phật của chúng ta, khi ngài chưa là vị Bồ Tát, mới là Thái tử, đi xuất gia làm đạo sĩ thôi. Thì ngài đến là tu thiền với hai vị đạo sĩ Alara và Udata. Lúc bây giờ ngài cũng chứng được từ thiền sắc giới cho đến thiền vô sự xứ vô sắc giới, hay là phi tử nghi tử xứ vô sắc giới. Thì lúc đó có tính quyền, mà tính quyền đó đâu phải là niềm tin nơi Phật, bởi vì chính ngài là trong 6 năm sau ngài thành Phật. Lúc đó chưa, thế gian này chưa có xuất hiện Đức Phật, thì làm sao mà nói rằng tính quyền lúc đó là niềm tin nơi Phật được? Chúng ta phải xét cho kỹ, đừng có để cho chúng ta nói đầu này nó lọt qua đầu kia, nó ngõ nẻ lọt qua ngõ nọ, có sự mâu thuẫn chồng, nó chống trái với nhau, nó chồng chéo với nhau. Cho nên học thắng pháp là chúng tôi thích ở chỗ đó, thưa quý vị, cái nào ra cái đó, làm cho chúng ta cảm thấy tất cả các pháp nó đều nằm ở trong cái phạm trù của phạm định của pháp vô vi thì dễ. Còn khi mà chúng ta nói lý thuyết đó, thì chúng ta nói một hồi thì chúng ta bị xáo trộn. Thì tính rồi tấn. Tấn ở đây quý vị, tấn là cái sự siêng năng. Mà chúng ta dùng cái chữ siêng năng mà định nghĩa chữ tấn cũng tùy theo chỗ mà sai nữa. Chữ vi giá, chúng ta hình dung được cái chữ siêng năng có nghĩa là người nhanh nhẹn, thường xuyên làm việc này làm việc kia, buông cái này bắt cái nọ. Thì như vậy gọi là người siêng năng, buông việc này bắt qua việc kia là siêng năng. Còn có khi chúng ta định nghĩa chữ tấn ở đây, tấn quyền ở đây là siêng tu tập về những thiện pháp của Phật. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái đặc tính của tấn á, thì chúng ta phải hiểu cái thuộc tánh này có nghĩa là nó trạng thái tâm năng động, cái trạng thái tâm tích cực. Cái thuộc tánh cần nó giúp cho các cái pháp đồng sanh nó có cái sự tiến tới, nó có sự tiến tới, không có sự lưu sụp. Cái đặc tính của vô giá, đặc tính của tâm sở vô giá là nó giúp cho các pháp đồng sanh không có sự lưu sụp mà luôn luôn có sự tiến tới.
Khi mà chúng ta tu tập là chúng ta có cái sự thôi thúc để tiến tới, chứ chúng ta không có chùn bước, không có trở ngại, thì cái đó, cái khả năng này nó mới có thể giúp cho mình được thành tựu về thiền định hay đạo quả. Rồi niệm quyền quý vị, chữ niệm quyền, chữ sắc tinh đi dán đó, cũng lấy niệm tâm sở để mà chúng ta triển khai ra, chúng ta phát huy. Niệm ở đây tức là cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhận biết xén nhại của tâm đối với cảnh. Thì như vậy, cái đó gọi là niệm. Chúng ta lấy cái nghĩa, cái nghĩa hết sức là nguyên, nguyên sơ. Thì như vậy nó sẽ chính xác hơn khi mà chúng ta giải thích dông dài về niệm ở đây. Niệm quyền ở đây là chánh niệm, hay là niệm những cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hay là niệm về thân quán, niệm xứ, thọ quán, niệm xứ, tâm quán, niệm xứ, pháp quán, niệm xứ, vân vân. Chúng ta giải thích những cái đó thì nó đi bao quát ở bên ngoài, thì nó không có, nó không giúp cho chúng ta hiểu được niệm quyền ở trong cái pháp gọi là tỉnh thức. Cái pháp tỉnh thức, niệm quyền ở đây nghĩa là chỉ đơn giản cái là hễ tâm sanh khởi thì chỉ biết có ghi nhận cảnh hiện tại nó đang sanh, đang diệt, chỉ ghi nhận vậy thôi. Cái đó gọi là tỉnh thức. Cái đó mới gọi là tỉnh thức, thưa quý vị. Định quyền Ekakata là cái thuộc tánh của định quyền. Và khi Ekakata hay là nhất hành đó, là cái trạng thái trụ trên đối tượng đề mục, an trú một cách bất động, thì như vậy được gọi là về định samadhi, samadhindriya. Thì tất nhiên hễ khi mà có niệm quyền thì có định quyền. Hả, niệm quyền thì định quyền vững vàng. Cũng như cái đầu của cái cây cừ, như là cây cừ tràm chẳng hạn, mà chúng ta gió vót cho nhọn, thì khi mà xóc xuống đất thì nó cắm sâu xuống dưới, nó chắc. Còn chúng ta không có vót cho nhọn mà để nguyên cây đó, để nguyên cái đầu nó bằng như vậy đó, thì khi mà sắp xuống dưới nó không ăn sâu được. Hãy niệm mà sắc bén á, thì lúc giờ cái sự định nó càng cao, nó có xác suất cao. Ở đó gọi là định quyền. Rồi tuệ quyền cũng vậy, chúng ta phải hiểu đây là một cái pháp tỉnh thức, tức là một cái sự hiểu rõ, thông hiểu, nó không có bị bế tắc, không có sự mập mờ. Khi mà ngồi chánh niệm và chú tâm, tức là định, chánh niệm, niệm và định trên vào cái hơi thở, thì lúc đó đồng thời có tuệ quyền, tức là cái sự nhận hiểu chính xác, đây là danh, đây là sắc,
cái này nó sanh rồi diệt, cái này là vô thường. Cái gì là sanh diệt nó không chịu đựng nổi. Những cái sự hiện hữu lâu nó không chịu đựng nổi sự có mặt lâu, cho nên nó tiêu diệt đi, thì cái đó không chịu đựng nổi thì gọi là đúc khác là khổ. Mà cái gì nó sanh rồi nó diệt, nó không chịu nổi cái trạng thái nguyên thủy của nó, nó không có giữ nổi, thì như vậy cái trạng thái đó gọi là anh đã tác là vô ngã. Tức là các pháp không có cái gì gọi là chủ nhân ông hay là cái bản ngã để mà sai khiến, để mà điều khiển được. Nếu mà là hữu ngã thì mới có thể điều khiển được sắc quẩn này, sắc quẩn hãy như thế này, đừng như thế nọ, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Còn đằng này nó là vô thường khổ, nó vô ngã, cho nên không thể điều khiển được. Không ai nó nghĩ rằng là thân ta đừng có già trẻ mãi, ta đừng có, ta khỏe trẻ, ta khỏe mãi không có bệnh, không có điều khiển được, cho nên gọi là vô ngã. Thì tính tấn niệm niệm tuệ thì chúng ta phải hiểu theo cái đường lối đó. Thì khi một người sống mà có tính tấn niệm niệm tuệ như vậy đó, năm cái pháp đó gọi là năm pháp tỉnh thức. Năm này nếu mà nổi bật, nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp thiền sanh khởi, hay là tâm đạo tâm quả sanh khởi. Cho nên năm vì đó mới được gọi là năm pháp tỉnh thức. Chứ còn nếu mà chúng ta định nghĩa tính quyền là đức tin đó, cũng là pháp tỉnh thức. Vậy là hàng ngày chúng ta hay ngủ mê đó. Bởi tại sao vậy? Thật sự đức tin của người Phật tử chúng ta khi dậy khi khác. Buổi sáng giờ mà chúng ta tụng kinh lễ Phật đó, thì chúng ta có đức tin nè. Rồi cái chút xíu nữa thì chúng ta đi chợ, đi làm, chúng ta không quên, không có nghĩ tưởng đến Tam Bảo nữa. Lúc đó gọi là chúng ta ngủ cái pháp ngủ mê. Như vậy thì suốt cuộc đời của chúng ta, nếu mà tính tấn định tuệ mà chúng ta định nghĩa theo cái thường thức đó, thì không bao giờ nó trở thành cái pháp tỉnh thức được. Cái pháp tỉnh thức ở đây là cái pháp mà nó có khả năng để đưa đến đắc chứng thiền định và đạo quả, thì như vậy mới gọi là pháp tỉnh thức được. Thì đó là năm pháp tỉnh thức. Và trong chú giải thích thêm như thế này: Appama dattaya kusala samangi samangitaya chara chagaro nama hoti. Gọi là người tỉnh thức vì người không có cái sự dễ vui và thành tựu được thiện pháp. Tức là người nào đang sống trong thiện pháp thì người đó gọi là tỉnh thức. Ở đây chúng ta phải hiểu gì. Còn hai câu cuối cùng đó, thưa quý vị, Đức Phật này trả lời cho vị chư thiên đó. Vị chư thiên hỏi Đức Phật là Katipi Ratcham Aditi, cho nên gọi là Ratcham Aditi. Cái chỗ này ghép âm lại, chỗ này ghép âm lại, phải nói là Ratcham Aditi, Ratcham Aditi, tách rời ra. Mà mặc dù chúng ta đọc thì chúng ta đọc chung Katipi Ratcham Aditi, và ở đây được dịch theo cái bản dịch là có bao nhiêu pháp, ở có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu. Cái này thì hơi xa đó chú vị, hơi xa. Bởi vì cái tí phí là không thể nào có bao nhiêu việc làm. Nếu mà chúng ta nói bao nhiêu việc làm thì cái hành động
Nhưng mà khổ nỗi là ở đây đó, trong chú giải giải thích là Panchahi Panna Nivarne Nivarne Hewa Kis Kile Sarachang Adiyati Ganhati Paramastati. Purimahi Kamachan Da Dayo Pachimanam Pachaya Hontiti Hontiti. Là do năm cái thiền cái, do năm cái thiền cái mà dẫn đến cái trần cấu phiền não. Chữ ra chăng ở đây có nghĩa là bụi trần. Và bụi trần ở đây là chỉ để chỉ cho kile sa ra chăng, tức là phiền não trần cấu. Thì như vậy hỏi có bao nhiêu pháp làm cho tung bụi trần phiền não, làm cho tung bụi phiền não. Thì ở trong chú giải giải thích Đức Phật trả lời có năm, nghĩa là làm cho tung bụi mù, làm cho tung bụi phiền não thì do năm pháp và bay cháy, do năm pháp chứ không phải năm việc làm. Bởi vì các cái phiền não là Purimahi Kamachanda Dayo, là tham dục cái vân vân, nó sanh khởi trước, nó làm duyên cho những cái pháp bất thiện sanh sao. Bởi vì khi một người mà chưa có nhiếp phục được năm triền cái, chưa có chế người được năm triền cái, hễ mà tham dục sân độc sân hận, tham dục sân hận hung thủy trảo hối và quỳ nghi mà nó sanh khởi hoài đó, thì nó sẽ làm ra những cái phiền não khác. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu cái câu trả lời của Đức Phật với câu hỏi của các vị câu hỏi của chư thiên, của các vị trời. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà ở trong này mà Đức Phật này nêu ra rõ ràng là năm triền cái đó, do năm triền cái mà làm cho bụi bẩn, do năm triền cái mà làm cho bụi bẩn, thì như vậy thì ở chỗ này thì Ngài sẽ không dịch là có năm việc làm, không phải là chính có năm việc làm. Tham dục đâu gọi là việc làm được, sân hận không gọi là việc làm, trạo hối hung thị không gọi là việc làm, mà chúng ta gọi là cái pháp triền cái thôi. Như vậy là bao nhiêu pháp trần cấu, hay là bao nhiêu pháp bụi bẩn, thì chúng ta mới nói là năm triền cái đưa đến bụi bẩn, làm cho bụi bẩn. Năm triền cái đã giảng cho quý vị nghe rồi. Rồi vị thiên đó hỏi Đức Phật Katipi Parisut Chattiti, bao nhiêu pháp làm thanh tịnh, làm trong sạch
bao nhiêu pháp làm trong sạch? Thì Đức Phật trả lời rằng Panchahi Prasuchati, do năm pháp làm trong sạch. Do năm pháp làm trong sạch, thì do năm pháp làm trong sạch ở đây đó, mặc dù ngày dịch chính có năm việc làm khiến ta được thanh tịnh, cái này dịch hơi thoát nha quý vị, này dịch hơi thoát. Thì ở trong chú giải thích cái câu trả lời của Đức Phật như thế này: Panchahi Indriyehi Prasuchati, tức là do năm quyền mà được trong sạch. Và ở đây mới nói rằng là Ithapi Panchindriyani Lobhya Lokottara Nivva Gacchita Niti. Ở đây ngũ quyền được nói đến là trình bày ngũ quyền hiệp thế và ngũ quyền siêu thế luôn nữa, tức là tính tấn niệm tuệ đó. Mà chúng ta phải hiểu là tính tấn niệm tuệ thuộc về cái pháp hiệp thế, như là tính tấn niệm tuệ mà hiệp ở trong trong tâm thiện hiệp thế, thị sắc giới, thị dục giới, thị sắc giới, thị vô sắc giới, và luôn cả cái pháp ngũ quyền đó, tính tấn niệm tuệ đó nó tương ứng với tâm siêu thế, tức là tâm đạo tâm quả. Thì như vậy được gọi là, được gọi là cái pháp thanh tịnh, cái pháp thanh tịnh. Thì ở trong cái bài kinh này, bốn câu hỏi của vị trời hỏi Đức Phật nói về bao nhiêu pháp mê ngủ và do bao nhiêu pháp làm bụi bẩn, thì Đức Phật đều trả lời là có năm pháp mê ngủ, đó là năm triền cái. Và chính do năm triền cái này làm cho tâm bị bụi bẩn. Rồi vị trời hỏi Đức Phật bao nhiêu pháp tỉnh thức, do bao nhiêu pháp được thanh tịnh, thì Đức Phật đã trả lời rằng có năm pháp tỉnh thức, đó là ngũ quyền, tính tấn niệm định tuệ. Và do ngũ quyền mà được thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu bài kệ mà Đức Phật đã giải cho, Đức Phật đã trả lời cho cái vị chư thiên đó, vị trời đó nghe như vậy. Thì ý nghĩa bài học này nó cũng không phải là khó lắm thưa quý vị, nhưng mà vì do phải phân tích từ ngữ Pali và cái cấu trúc Pali để trình bày cho nó sát nghĩa, sát văn chút xíu, cho nên là hơi mất thời gian của quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây, và phần thời gian còn lại xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng điều hợp thảo luận với chư tăng. Hôm nay rất quan hỷ là giờ này có mặt Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Hồng Đăng, cho nên xin thỉnh quý này thảo luận cho cái đề tài và học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giảng. Chúng ta 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 chú
Trước nhất xin được hỏi chư tổ pháp đăng, chư tổ có mặt, xin được chính chư tổ đưa siêu đi nghỉ. Bây giờ thì xin được chính chư tổ pháp đăng, không biết chư tổ pháp đăng có nghe được không? Nếu chư tổ pháp đăng nghe được, xin chư tổ pháp đăng được bây giờ. Chư tổ pháp đăng ở trong bài kệ của vị thiên tử hỏi Đức Phật, và ở trong bài kệ mình Đức Phật trả lời cho vị thiên tử thì nó lại có một cái điểm về phương diện ngữ pháp mà đáng cho chúng ta chú ý, là có bao nhiêu pháp tỉnh thức ở trong sự mê ngủ, rồi có bao nhiêu pháp mê ngủ ở trong sự tỉnh thức, sẽ định sơ cách hết, và định sơ cách là trong và ở trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này, thì trong cái nhìn của thượng tọa thì chúng ta có ý kiến gì, tại sao mà chúng ta không nói là có bao nhiêu pháp tỉnh thức hay có bao nhiêu pháp mê ngủ, mà lại nói là có bao nhiêu pháp mê ngủ trong sự tỉnh thức và có bao nhiêu tỉnh thức trong sự mê ngủ không? Xin kính thỉnh thượng tọa. Alo. Alo, quý vị nghe đâu? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con pháp đăng kính hình lễ Đức Tam Bảo, kính hình lễ Tòa Thượng Sư, Tòa Giác Đẳng, Tòa Thượng Quyền, Tòa Minh Hạnh, Đức Tuyệt Tri, Sư Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bảy cô tu nữ, thần trợ Phật tử. Thì ở trong cái bài kệ mà khi có bao pháp mê ngủ, khi pháp các tỉnh thức ấy, vì có những cái pháp mà nó không bao giờ nó đồng hành với nhau. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng hoài nghi đó, thì ví dụ do tham dục cái á, thì nó không có bao giờ có cái chi định được hết. Hãy có tham dục cái á, thì ngược lại không có định, mà hãy có trạo hối cái á, thì không bao giờ có lạc. Hãy có hoài nghi cái á, thì không bao giờ có tứ. Hôn trầm thiên miên cái thì không bao giờ có tâm. Sân độc cái thì không bao giờ có hỷ. Như vậy khi mà nói đến cái sân độc cái, tất nhiên là không bao giờ có cái trạng thái hỷ. Hễ cái người mà có sân độc cái thì cái chi hỷ không thể có, mà hễ chi hỷ có thì sân độc cái không có. Có nghĩa là giống như là mình có thể thể dụ như sân độc cái nó giống như cỏ vậy, hỷ nó giống như tảng đá. Mà hễ tảng đá còn nằm đó thì cỏ không bao giờ lên được. Mà nếu mà cỏ lên được thì không có tảng đá thì cỏ mới lên được. Thành ra Đức Phật này nói trong cái bài kệ này, cái pháp tỉnh thức thì cái pháp kia mê ngủ, mà cái thể pháp kia mê ngủ thì pháp này tỉnh thức. Có nghĩa là muốn nói đến cái thiền chi đó. Ví dụ như mình, nếu mình nói đến đạo quả thì nó cũng giống như vậy. Ví dụ một người mà đắc tu được quần thì không bao giờ còn tà kiến, không bao giờ hoài nghi. Thể mà đắc đạo quả tu được quần rồi thì tà kiến và hoài nghi đó nó không còn. Mình gọi giống như nó khi nó ngủ đi vậy, nó ngủ đi, nó không có hoạt động. Như vậy thì đây là những cái pháp nó đối nghịch với nhau. Thí dụ mình nói rằng như là Đức Phật thì nói thiện và bất thiện nó rất xa như trời với đất, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, rất xa là thiện và ác. Như vậy thì khi mà mình hiểu những cái pháp thiền nó sanh khởi, thì những cái pháp truyền cái nó bị đè xuống, nó đè. Thể mà có truyền cái thì không bao giờ có thiền. Một người mà còn gục gặt hay ngủ gục thì không bao giờ có cái chi tầm hết á, không có thành tựu được cái tầm chi thiền. Như vậy thiền, nếu mình thường nói chi tầm thì luôn luôn lúc nào nó cũng cầm thì miên cái hết. Chi tầm là dán cái tâm vào cái đối tượng, hướng tâm đến đối tượng đó thì là như vậy. Như vậy thì ở trong cái pháp này đó, ngủ hay là thức ấy, được Đức Phật này nói đến năm cái tiền cái, năm cái tiền cái mà để mà có năm cái thiền chi ấy, thì năm cái tiền cái ấy, nó bị
nó bị mất lúc bấy giờ. Giống như tảng đá để xuống thì cỏ nó sẽ chết, nó không bao giờ lên được. Mà khi mà dời cái tảng đá đi thì cỏ nó mới lên được. Cỏ không thể nào mọc ở trên đá được hết á. Thì giống như vậy, nên khi mà nói đến những cái pháp nào mà được Đức Phật gọi là mê ngủ đó, thì mình muốn nói đến những cái pháp bất thiện. Nhưng mà khi mà những cái pháp mà tỉnh thức á, thì được Đức Phật ngày nói đến những cái thiền chi hay là tính tấn niệm định tuệ. Như vậy á, thì như vậy á, thì khi một người mà có thành tựu đạo quả rồi á, thì không còn bao giờ mà gọi là si mê hết á. Nên mình nghe nói các vị A-la-hán á, không bao giờ còn si mê, không bao giờ còn tham dục hay là sân hận, không bao giờ còn. Mà khi mà năm quyền hay năm lực á, mình thường mình hiểu những cái pháp này đó là những cái pháp mà bồ đề phần. Khi mà bồ đề phần sanh khởi đó thì những bất thiện đó nó bị diệt mất đi. Giống như là mặt trời mọc lên đó, thì không còn ánh bóng tối nữa. Nếu mà có bóng tối thì chính là không có mặt trời mới có bóng tối. Còn có mặt trời thì không bao giờ có bóng tối. Mặt trời mọc lên đó, thì bóng tối sẽ tự mất. Như vậy thì mình đọc vào cái nguyên văn của cái bài học này đó, thì được nói đến khi mà hễ có cái này thì nó lại không có cái kia. Cái này mà thức dậy thì cái kia nó ngủ đi. Mà hễ khi cái này ngủ đi thì cái kia thức dậy. Muốn nói đến một người phàm phu đó mà chuyển thành bậc thánh đó, thì những bất thiện không bao giờ còn nữa. Nhưng mà bậc thánh đó, thì không bao giờ mà còn những cái bất thiện, không bao giờ còn cái bất thiện đó. Nên là mình muốn nói đến cái sự tỉnh thức đó, là những cái sự thành tựu thiền định hay là thần thông hay là đạo quả. Như vậy thì ở trong cái bài học này đó, mà tỉnh thức là đưa đến cái sự thanh tịnh, còn mê ngủ là đưa đến cái sự quế nhiễm. Như vậy thì ở trong cái bài học này Thượng Tọa hỏi, thì con xin chia sẻ cái câu hỏi của Thượng Tọa như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Sa thú kính trình Thượng Tọa Phật ở đây. Chúng ta Tây Nguyên, chúng ta có mặt ở trước máy không? Nếu chúng ta Tây Nguyên nghe được, xin thỉnh chúng ta trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi chúng ta Tây Nguyên, chúng ta giải bất. Chúng ta Tây Nguyên, thông thường chúng ta nói đến năm cái pháp cái hay là năm pháp truyền cái đó, là tham dục, sân độc, hôn trị, trạo hối và nghi hoặc. Thì chúng ta nói năm pháp đối lập là năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật này không đề cập đến năm pháp chi thiền, mà đối lập ở đây là năm cái pháp gọi là ngũ quyền và tính quyền, tấn quyền, định quyền, định quyền, tẩy quyền. Thì từ đó thì giải thích là tại sao không đề cập đến năm chi thiền mà lại đề cập đến năm quyền ở đây không? Xin kính thỉnh chư Phật. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thần tử Giác Đắng, thần tử Pháp Đăng, thần tử Minh Hạnh, để Đức Tự Tri, sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật ở đây nếu chúng ta đọc trong cái kinh văn thì chúng ta mới hiểu được cái tại sao mà như thế. Năm chi thiền tầm tứ là định được xem là đối lập với năm pháp cái, nhưng tại sao không có đề cập ở trong đây mà lại nêu là tính tấn niệm định tuệ. Đây là một điều mà chúng ta nhớ khi mà tu tập, nó có hai một cái giá trị, một cái sự tu tập, một cái tức là chánh niệm tỉnh giác, và một cái nữa là định tâm để diệt trừ các chướng ngại mà phát huy tầm tứ hy lạc định, mà lấy cái định làm gốc, làm cơ sở để các vị đó chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền. Giá trị này đây chính là thiền samatha, thiền chỉ tịnh, hay chúng ta gọi là thiền chỉ. Thì cái thiền đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ đoạn trừ
năm cái triền cái cho nó che, thì tạm thời nó áp chế và nó che khuất và nó áp chế được phiền não. Nhưng ở đây chính là một giá trị tu tập nó mang tính tỉnh giác. Như chúng ta thấy cái pháp ngủ mê thì đó chính là phiền não, mà ở đây hỏi thẳng, mà trong kinh văn đã hỏi thẳng, câu hỏi vị chư thiên đã hỏi thẳng, và có bao nhiêu cái tỉnh giác, có như là có bao nhiêu pháp, có bao nhiêu pháp mà tỉnh giác, thì đã hỏi thẳng tức bao nhiêu pháp tỉnh giác, thì chính Đức Phật nó có năm pháp tỉnh giác, tức là tính tấn niệm định tuệ, tính tấn niệm định huệ này, thì chính là năm cái sức mạnh, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, hoặc là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tệ quyền. Ở đây tức là năm cái pháp này mới có khả năng, mới có khả năng mà chúng ta biết là khả năng đó là diệt trừ, hay là khả năng mà bứt phá phiền não. Còn tâm tứ hay lạc định chỉ là một pháp, chỉ là ngăn che tạm thời, xin lỗi, chỉ là đè nén và chỉ là áp chế phiền não một cách tạm thời, kiềm tỏa nó thôi, chứ chưa phải là diệt trừ. Kiềm tỏa cho nó diệt trừ. Cho nên cái câu hỏi này, nếu như mà đề nếu Đức Phật ngài nêu lên cái tầm tứ hỷ lạc định ở trong cái câu trả lời này, thì nó không hợp lý cho vị chư thiên. Khi mà chư thiên nó hỏi như thế, thì chúng ta thấy ở đây nói đến cái chữ tỉnh giác, là chúng ta biết sati sampajanya, là chúng ta biết là thuyền của thiền có gì, là thiền quán nghiệp xứ. Ở đây chính lấy cái tuệ làm gốc để khai mở đạo lộ trí tuệ, để mà phá tan cái màn vô minh. Màn vô minh đó chính là phiền não. Mà còn chúng ta thấy đến đạt đến tầm tứ thì lạc định này là một chuyện rất là nhẹ rồi, cho tới cả không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ, cũng là trong kiềm tỏa của giá trị phiền não của ác ma vẫn còn kiềm chế, hay là phiền não vẫn còn. Đến khi các vị đó hết tuổi thọ, các vị đó cũng vẫn sanh tử trở về ở các cõi, như chúng ta cũng đã từng chứng, chúng ta cũng đã từng đạt được coi như tầm tứ hỷ lạc định, từng đạt được không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ. Bây giờ chúng ta chỉ chưa có thành tựu và chứng đắc thành tựu của năm quyền, tức tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Chúng ta chưa có thành tựu, chưa có đạt được một cách viên mãn, một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp, cho nên chúng ta vẫn còn năm trôi sanh tử bao đời nay. À, chúng ta nhớ rõ điều này, có ở đây nói rõ chính mình có năm cái pháp đó, năm cái pháp hay là năm cái sự tỉnh giác đó, nó mới diệt trừ được cái gì, nó mới thành tựu được, đạt được cái. Chính vì có năm pháp này, nó là có khả năng để diệt trừ phiền não, nó có khả năng để thúc đẩy, nó có khả năng để hỗ trợ cho bát chánh đạo, cho tứ niệm xứ, mà đó chính là niệm sati sampajanya, chánh niệm tỉnh giác, hay là cái chữ tỉnh giác đó. Mà tỉnh giác có mặt thời, biết đầu là phải có niệm rồi, mà nó có niệm tức là có cái sự tỉnh giác, thì cái sự tỉnh giác đó chính là nêu bậc cao cái tuệ, đã nêu cao bậc cái tuệ. Thì quán nghiệp xứ lấy tuệ làm gốc, còn thiên chỉ thì chỉ lấy định làm gốc để sanh về các tầng thiền giới của vô sắc giới. Cho nên ở đây đã nói là cái sự tỉnh giác đã nói một cách rõ ràng, và con đường thành tựu, con đường chuyển hóa, hay con đường mà dẫn đến niết bàn là phải có con đường tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác mới là dẫn đường chỉ lối. Thì nếu như chúng ta có sự tu tập thì chúng ta mới hiểu được, coi như mới thành tựu được, mới đạt được, mới kết quả viên mãn, mất chấm dứt sinh tử khổ đau. Cho nên vì vậy ở trong bài kinh này không nói đến tầm tứ hay lạc định, bởi vì đã nêu rõ ràng là thiền tuệ. Thiền tuệ tức hay thiền quán nghiệp xứ, mà chính là ở đó chính là kinh tỉnh giác. Thì nói đến đây thì chúng ta mới thấy là nó một điều mà rất là cần thiết, rất là đặc biệt, để khi chúng ta tu tập, chúng ta có một cái
cái sự phân biệt một cách rõ ràng. Tùy câu hỏi, tùy cái cũng là một câu hỏi đó, nhưng có những lúc Đức Phật nêu lên tập tứ di đà tịnh, nhưng cũng một câu hỏi như thế mà cái thiên hướng nó khác, mục đích nó khác, thì Đức Phật đưa lên tính tấn niệm định tuệ. Đây là cái giá trị tuyệt vời mà chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới có khả năng chuyển hóa, luân chuyển, chứ không phải nói. Ngài nói như chân như thật, hiểu biết được cái con đường mà chính chúng ta biết. Nhiều khi chúng ta tu rồi chúng ta không biết, rồi chúng ta cứ tu như vậy, rồi chúng ta có nhiều khi chúng ta lầm lẫn là thiền chỉ, thiền quán, hay chúng ta lầm lẫn chúng ta đang tu thiền, rồi chúng ta cho là chúng ta tu thiền quán nhưng chúng ta đang thực hành thiền chỉ, hay chúng ta đang thực hành thiền chỉ rồi chúng ta cũng không có nắm rõ ràng. Thì ở đây chính là cái yếu lý của thiền chỉ để định làm gốc, yếu lý của thiền quán là phải lấy tuệ làm gốc, làm cơ sở để chúng ta, để dẫn đường, để chỉ lối và để thành tựu và để đạt được dựa trên trí tuệ. Còn ngược lại cũng khá. Còn ở đây thì Vipassana thì lấy cái gì? Lấy cái tỉnh giác hay là lấy trí tuệ, cái Sammacchaya đó là con là dẫn đường để diệt trừ, để thành tựu. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là câu trả lời của chúng con là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sa thú kính trường thượng tọa tuyệt quyền. Bạch chi thống đức và chư quý phật tử, sau phần thảo luận với thượng tọa Hợp Đăng và thượng tọa Tư Quyền, chúng tôi xin được dành vài phút để nói thêm về đề tài ngày hôm nay. Thật ra thì trong câu hỏi của vị thiên đó được nói ở trong cái gói gọn ở trong cái khuôn khổ mà chúng ta gọi là pháp hành, đời sống của người hành trì. Ở trong sự hành trì thì bởi vì chúng ta là người được gọi là phàm nhân, là còn phiền não, chúng ta có tạm thí dụ như là một người bị bệnh, có bệnh và đang chữa bệnh, thì trong lúc chữa bệnh thì nó có lúc khỏe, lúc không. Khi mà chúng ta hành trì đó, ở trong thời gian hành trì, có lúc chúng ta tỉnh, có lúc chúng ta mê. Và về điểm này, hành giả phải có cái ý thức được là ở trong lúc mà mình khỏe đó, thì cái gì gọi là cái nguyên nhân làm cho chúng ta suy nhược? Mà trong lúc chúng ta suy nhược bệnh hoạn, cái gì mà nó vực dậy làm cho chúng ta khỏe lại? Đối với người bình thường không có tu tập thì đây chỉ nói nhưng mà nói thôi. Nhưng mà với một người đang tu tập thì tương tự như là một người bệnh mà đang uống thuốc vậy đó. Ở trong lúc bệnh đó, thì cái thuốc nào nó làm cho chúng ta thuyên giảm, và ông trong lúc thuyên giảm đó, thì cái nguyên nhân nào khiến cho sức khỏe chúng ta trở nên trì trệ, bệnh trở lại? Thì ở đây vì này dùng hai cái chữ là mê ở trong tỉnh, tỉnh ở trong mê. Bây giờ chúng ta nói đến một cái yếu tính khác của bài học hôm nay đó, mà chúng ta Tự Quyền cũng có vừa đề cập đến đó. Thì thưa quý vị, có hai cái xung lực khi mà chúng ta đề cập đến các cái pháp truyền cái. Một điều mà chúng ta được gọi là song phẳng, song phẳng, đồng sanh với nhau. Bây giờ người ta có dùng chữ là tất tai, là song phẳng. Thì ở trong cái đối lực song phẳng với nhau đó, là trong năm chi thiệt, tầm tứ thiệt là định đó, thì định đó là đối trị tham. Khi mà chúng ta có khả năng định cao, tập trung cao, thì cái tâm nó bớt vọng móng. Vọng móng có nghĩa là
đi tìm cái này tìm cái kia, thì định càng nhiều cái bút bồng bóng, hỷ càng nhiều thì lại càng bớt sân, dạ, bớt cái sân độc. Khi một người sống mà có pháp hỷ, hỷ ở trong chi thiền hỷ thì cái sân nó giảm xuống. Và các vị phẩm thiên, sắc giới vô sắc giới, các vị không có sân tâm, bởi vì do cái pháp hỷ. Khi mà chúng ta có, thì đối với chúng ta diệt trừ được hôn thủy. Dạ, cái hôn thủy này là một cái sự bụi lực mê mờ của tâm, và tứ là cái sự gắn bó gián sát với đối tượng. Dạ. Thì khi mà chúng ta có cái chi thiền gọi là lạc đó, thì chúng ta không có trợ hối. Dạ, chúng ta không có trợ hối. Xin lỗi quý vị, khi chúng ta có tứ thì chúng ta không có hoài nghi. Dạ. Thì trong năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định đó, nó đối trị lại. Dạ. Chúng ta nói là định đó, thì đối trị tham dục, hỷ đối trị sân độc, trầm đối trị hung thủy, và lạc thì đối trị trạo hối, rồi tứ đối trị nghi hoặc. Năm cái pháp đối trị, năm pháp này chúng ta gọi là song phẳng, tất trai với nhau, tức là đối lập chằng chắc với nhau. Mà năm pháp này đối với vị tu thiền chỉ đó, mà thá thì nó là đồng sanh. Dạ, năm chi thiền đồng sanh thì nó đối trị năm cái thiền cái. Nhưng mà có một cái hiện tượng khác mà chúng ta gọi là hiện tượng domino. Dạ, hiện tượng domino là cái này nó sanh, nó tạo ra cái kia. Ví dụ như là khi chúng ta nói về bảy giác chi, thì niệm giác chi sung mãn nó sinh ra tánh pháp giác chi, sinh pháp chi ti được sung mãn thì sinh ra trần giác chi, hỷ giác chi, định giác chi, kinh đa giác chi, xả giác chi. Thì cái đó chúng ta gọi domino. Thì ở trong năm cái thiền cải đó, nó cũng có cái hiện tượng domino như vậy. Yeah. Khi một người quá thích, quá đam mê với cái gì thì không có được cái đó, hay là có pháp ngược lại đó, thì chúng ta rất là phẫn nộ. Cái đó chúng ta gọi là sân độc. Mà cái đời sống mà càng tham nhiều, càng sân nhiều đó, thì nó dễ dẫn đến cái mà chúng ta gọi là mệt mỏi. Yeah. Quý vị thấy vậy chứ, đời sống mà không có tham sân á, thì nó ít mệt mỏi hơn là đời sống có tham sân. Và cái mệt mỏi đó, nó là cái kết, nó để là cái hệ quả tất yếu, đó là thủy miên. Và khi con người mình mà uể oải mệt mỏi nhiều quá, thì cái tâm của chúng ta rất yếu, nó sinh ra một cái trạng thái gọi là dao động. Dao động ở đây của chúng ta gọi là trạo hối, trạo cử. Yeah. Và con người tu tập mà dao động nhiều thì nó dẫn cái tâm chúng ta đến chỗ hoang mang. Yeah. Hoang mang tức là chúng ta gọi là nghi hoặc. Thì quá ham muốn nó có cái hệ quả domino đó, là nó tạo nên sự bất mãn. Quá ham muốn bất mãn nó tạo nên sự mệt mỏi, chúng ta gọi là hôn thủy. Quá ham muốn bất mãn, mệt mỏi thì nó tạo nên sự dao động. Và ham muốn bất mãn, mệt mỏi, dao động thì nó tạo nên một cái tình trạng sau cái dao động là tình trạng hoang mang. Hoang mang chúng ta gọi là nghi hoặc. Thì cái hệ quả mà chúng ta gọi là hệ quả domino, cái này dùng kia đó, thì nó cũng tới phương diện mà thiện pháp á, nó cũng có năm cái pháp. Nó không phải năm pháp đồng sanh như năm chi thiền, mà năm pháp này nó cũng là một cái hiện tượng domino effect, tức là hội đựng cái này nó tác động cái kia, như là ở bất thiện pháp á. Đó là tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Một người mà có niềm tin mạnh á, thì tự nhiên họ ra sức nỗ lực. Và quý vị thấy đời sống con người mình mà, thí dụ như là ai mà tin rằng mình làm việc đó thì tiền vô, thì tự nhiên đó mình xuyên ra. Hay mình đi chùa, mình có niềm tin rằng
tự nhiên mình đi chùa này gặp vị thầy này, mình thấy đời sống tinh thần tốt hơn, cứ như mình tinh tấn. Ít khi nào chúng ta để ý, nhưng mà nếu chúng ta ý thấy rõ đó, thì cái niềm tin nó tác động cho sự tinh tấn. Mà cái sự tinh tấn á, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trạng thái là có một cái sự ý thức rõ ràng về cái gì mà mình đang làm, nó rõ hơn. Từ cái niềm tin dẫn đến niềm tin mạnh, nỗ lực dũng mãnh, và cái nỗ lực dũng mãnh thì nó tạo cho chúng ta được cái khả năng biết nhiều hơn, biết rõ hơn cái gì mình đang làm. Cái đó chúng ta phải là niềm. Và một khi mình biết rõ hơn thì tiếp theo đó là cái độ bền bỉ. Và cái độ bền bỉ tức là cái khả năng kéo dài, khả năng lặp đi lặp lại, chúng ta gọi là định. Và từ chỗ đó nó sanh cho chúng ta một cái khả năng rất là đặc biệt, đó là cái sự bén nhạy hay sự sáng suốt của tuệ. Thì trong năm quyền đó, nó là cái pháp có tất cả là tác động, tác động mà chúng ta gọi là tác động dây chuyền. Cái này đã ảnh hưởng cái kia. Đối với việc pháp học thì mình không, người ta ít có phân biệt điểm này. Nhưng mà trên việc pháp hành thì chúng ta thấy rất là rõ là đức tin càng mạnh, sự nỗ lực càng nhiều. Và niềm tin mạnh, nỗ lực nhiều, nỗ lực giống mạnh. Nỗ lực giống mạnh thì dẫn đến cái sự biết rõ hơn về cái gì mình làm. Mà biết rõ hơn thì mình có cái độ bền bỉ hơn. Và bền bỉ hơn thì chúng ta trở nên bén nhạy hơn. Thì nó tác động như vậy. Do đó năm pháp này đó, ngoài cái tính cách là hỗn hợp, ngoài cái tính cách là có pháp này cũng có pháp kia, ở trong thiện có bất thiện, trong bất thiện có pháp thiện, trong tỉnh có mê, trong mê có tỉnh. Nó giống như người bệnh đó, lúc này lúc khác. Chúng ta tạm gọi như vậy, người bệnh lúc này lúc khác. Thì nó cũng có cái pháp đối lập lại, nó cũng có pháp ý nghĩa khác là từ một cái đầu mối mà nó tạo nên một cái dây chuyền hệ lụy, từ một cái đầu mối mà nó tác động những thiện pháp sinh tăng trưởng. Chúng tôi lấy một ví dụ là một vị xuất gia tu, bình thường tu rất là tốt, nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình quá muốn xây một ngôi chùa, và mà ngôi chùa đó phải muốn cho nó đẹp, thì mình không để ý đâu. Nhưng mà cái ý muốn đó đó, nó sẽ dẫn vị này đến cái tình trạng là cái gì mà nó không thuận, cái gì mà không đạt được như ý muốn mình đó, thì cái tâm sân mình nhiều hơn. Ý muốn thật nhiều thì cái sự bất mãn càng nặng. Mà sự ý muốn nhiều, bất mãn nặng á, thì nó dẫn chúng ta đến tình trạng là mệt mỏi. Mà cái mệt mỏi càng nhiều á, thì nó dẫn chúng ta đến dao động. Dao động tức là tâm mình nó là yếu. Mà cái dao động, rồi lúc mà vị này sống trong sự hoang mang, không biết là mình làm việc có đúng đâu, không, mình đi đâu về đâu, không biết, mình đi tu rồi mình làm việc này, có khi thậm chí khi mình đối diện với cái chết á, cái chết nó đến mà cái tâm mình nó nguyện. Bởi vì mình phải hiểu rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái con đường mà sống với năm triền cái đó là con đường dẫn đến đau thương, con đường dẫn đến ô nhiễm. Mà con đường mà đi theo năm cái tính tấn niềm định tuệ đó là con vừa đường dẫn đến thanh tịnh. Bởi vì cái đức tin mình mạnh đó, thì mình nỗ lực càng giống ảnh. Mà nỗ lực càng giống ảnh đó, thì cái sự biết rõ cái gì mình làm nó lại càng rõ ràng. Và biết rõ ràng đó, thì chúng ta càng bền bỉ. Bền bỉ tức là định đó. Và càng bền bỉ đó, thì chúng ta lại càng bén nhạy. Cái đó là tuệ. Nói chung là nó có những cái tác động qua lại. Thì thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta ở một cái góc cạnh về sự tu tập á, thì giống như là người đang chữa bệnh. Bây giờ chúng tôi không có đi bác sĩ thì thôi, nhưng đã đi bác sĩ thì bác sĩ nói có bệnh này bệnh kia thì cần chữa. Và ở trong lúc chữa bệnh á, thì chúng ta biết nó không phải lúc nào cũng giống nhau đâu. Nó có trội, có sụp, có lúc khỏe, lúc mạnh, lúc này lúc khác.
Và mình phải hiểu rõ. Và bởi vì thiên trưởng mới hỏi rằng cái pháp nào gọi là pháp tỉnh ở trong những pháp mê, và có những nào pháp nào mê trong những pháp tỉnh, và pháp nào thì dẫn đến sự ô nhiễm, pháp nào dẫn đến sự thanh tịnh. Thì thật ra đây là một đề tài thuần về pháp hành, nhưng mà rất là lợi lạc để chúng ta chiêm nghiệm và áp dụng trong đời sống. Thì thú vị, hôm nay chúng tôi đang nói chuyện chữa bệnh thì thật sự chúng tôi phải trở lại gặp bác sĩ ở trong vòng 5 phút nữa. Thành ra chúng tôi xin được rời rùm sớm hơn một chút, và có thể bây giờ để thỉnh sư Nguyên Thông, nếu được sư Nguyên Thông quan hệ nói cho vài lời trong 4-5 phút còn lại, không biết sư Nguyên Thông nghe được không. Rồi sau đó thì xin được thỉnh xin được mời quý Phật tử quan hệ kết thúc đóng rùm. Chúng tôi phải rời rùm sớm, và xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ trình bày bài cái điều mà con hiểu biết trong giáo pháp Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, chúng ta trên trần gian này, tất cả mọi người trên trần gian này đều là chúng sanh, tức là cái tâm của chúng ta qua cái sáu cửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì nhìn thấy cái cảnh sắc. Khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc thì chúng ta hiểu biết cái cảnh sắc đó. Và những người mà do cái định lực hay cái tu tập của mình còn yếu kém thì chúng ta bị cảnh sắc nó cuốn hút theo. Và khi mà bị cảnh sắc cuốn hút theo thì chúng ta có thể phạm giới, và có thể lúc mà phạm giới như vậy mà cái tâm mình chưa có được trong sạch, chưa biết thanh tịnh cái nội tâm thì chúng ta sẽ sa vào địa ngục. Vì vậy cho nên khi mà trong tâm của chúng ta, hay là hành động của chúng ta, và hay là lời nói của chúng ta mà không được thanh tịnh thì chúng ta sẽ vướng phải những cái lỗi lầm. Mà những lỗi lầm đó, Đức Phật giảng dạy rằng cái thân khẩu ý của chúng ta mà phạm giới thì khi lúc đó mà chúng ta thân hoại mạng chung thì chúng ta đi thẳng vào địa ngục. Vì vậy mà khi mà cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta phải được thanh tịnh, và vì vậy chúng ta hãy cẩn thận tuyệt đối, luôn luôn cẩn thận tuyệt đối về cái thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta. Vì những điều mà Đức Phật giảng dạy, cái đó không phải là Ngài đặt ra, nhưng mà đó là một cái chân lý tuyệt đối mà do Ngài tu tập 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, Ngài để chứng quả vị chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho. Cái quả vị đó Ngài nhìn thấy tánh tướng thể dụng của những cái hiện tượng trên trần gian này, và những cái lời nói của chúng ta, những hành động của chúng ta, và những cái tư duy của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta mà chưa hành động cũng mang nghiệp. Tại vì vậy cho nên trong giáo pháp mà hồi xưa Nguyên Thông có học là có nói câu là tư vô tà, tức là đừng có nghĩ bậy. Và khi mà mình có một cái tư tưởng giết người hay là tư tưởng cướp bóc gì đó thì đó là một cái ác bất thiện pháp. Mà một tư tưởng đã nghĩ ra như vậy thì chúng ta phải sám hối và thanh lọc cái tư tưởng lại. Nhờ vậy thì chúng ta cũng mới có thể sống an ổn. Bởi vì kính thưa chư vị, Phật Pháp mà Thế Tôn đã giảng cho chúng ta để cho chúng ta sống an ổn, yên lành và thoát khỏi những cái sự trói buộc của cảnh sắc. Nếu mà chúng ta nghe lời của Thế Tôn đã giảng dạy và chúng ta thi hành theo, và làm thế nào để giữ thân khẩu ý của chúng ta được thanh tịnh. Và mục đích của chúng ta vào room này hàng ngày là để quân tập những cái đức tánh tốt mà Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta. Quân tập tiếng Tây là cultivate, tiếng Mỹ là cultivate, là mình luyện như thế nào để cho mình có một cái
khẩu hành được trong sạch, mình luyện tập như thế nào để cho lời nói của mình được nhu nhuyễn, mềm dẻo, không có phạm giới. Mình luyện tập như thế nào để hành động của chúng ta được trong sạch, không có vướng phải tham sân si. Vì tham sân si tức là những cái đầu mối của cái sự phạm giới, cái sự xa đọa mà nếu chúng ta phạm vào đó. Vì vậy cho nên kính thưa sư vị, cái tam giải thoát môn đã giới định tuệ mà tam độc là tham sân si, và người với chúng ta phải làm thế nào để chúng ta chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác, kính thưa sư phụ và đạo tràng, tức là tâm thân khẩu ý của chúng ta được trong sạch. Dạ, kính thưa chư vị, con thấy đã hết giờ rồi. Con xin trao mai lại cho chư vị ops để đóng rung. Dạ, con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chư vị ops. Sa thú lành thai. Con Thanh Thủy, thay mặt đại chúng công rum, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng hiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Yeah.